Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay là buổi tối ngày mùng bắt đầu tí nhé, này quên hết cả ngày. À, nay thứ tư ngày mùng 5 tháng 5 nhé. Thì em lên cho các bác một số mã gọi là nồi cơm hỏng nước 1 các bác nhé. Hàng hôm nay chỉ có hàng đẹp thôi các bác ạ. Giá thì nói chung là nó cái hàng nước đẹp thì giá nó thường là nó đi theo cái mức hàng nước hàng các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ lần lượt cho các bác cả từ ăn dài này, Roji Roshi này, những con đời cao đời thấp thì các bác nhé, đời cao có hết nhé, tất cả được toàn đều 2018-2019 này. Thì các bác để em lên từ từ cho các bác nhé. Đó, các bác đợi đợi em một chút nhé, đợi một chút để em lên từ từ cho các bác. Đây, đầu tiên này, cái đấy một con đời 2017 các bác nhé. Đấy, đời 2017 này thành vách con này thì rất là thì ok nhé. Đây đời 2017 này. Đấy, thành vách thì ok, không vấn đề gì cả. Đây nhé, về mặt này, chỗ này có hơi gấn tí các bác, hơi gấn hơi sức tí các bác nhé. Không sức này thì không thành vấn đề. Đấy, đẹp nhức nách nhé, rất đẹp luôn. Đấy, đây con này nhìn rong này. Con này thì rong thì là như mới các bác nhé. Đây các bác nhìn con này nhìn nhon như mới này. Đấy. Ok, son các bác nhá. Son này thì có một hai cái gọi là cái vết xước này. Có những cái vết xước các bác nhá, em để gần cho các bác để các bác hình dung cái vết xước này nhá. Vết xước là ngoài cái gà mổ này, cám giết này. Con này có dòng này có cơm cháy nhá. Đây cái son này. Để mặt mà mình lấp rất đẹp. Đấy. Cả hàng này hôm nay cái hàng là lên hàng một lít các bác nhé. Cắm thì cơm thì ok này. Đấy, các phim chức năng các bác nhé, ok hết nhé. Đấy. Thì con này con mã số 1 này. Giá là 1 triệu này các bác nhé. Video ngày mùng 5 tháng 5 này. Đấy. Các bác xem clip của em để cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Mã số 2 này. Mã số 2 nhé. Cũng là một em van dài đồ hoa là bớt này. Thành vách từ đời 2015 này. Thành vách rất là ok nhé. Không vấn đề gì cả. Không tấn không ngon nhé gì hết nhé. Đấy, con này son đẹp lắm. Con đẹp lắm. Đây các bạn nhé. Rong này. Rong đẹp nguyên luôn này. Đấy. Màu các bạn này son con này nhé. 2015 thôi nhưng mà rất 2015 nhưng rất đẹp quá nhá, nhìn này. Nhớ nước sông rất đẹp này. Đấy. Nước sông này không phải chê đâu các bác nhá, cực kỳ đẹp. Đấy. Đây này, các bác nhìn bên ngoài này. Không phải chê đâu được nhé. Dòng này cũng có bảo cơm cháy này. Đấy. Đây các bác nhá, nấu bình thường này. Các phím chức năng nhé, ok hết các bác nhé. Đấy, con này son rất đẹp này, son cũng đẹp. Thì con này là mã số 2 này, giá là 1.200.000 nhé, video ngày mùng 5 tháng 5 này. Đấy, có xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ các bác nhé. À, có cả mang bảo tên lên các bác. Mang bảo tên lên. Ok, đấy. Tiếp theo nha, mã số 3 này cũng là một em pana van dài đỏ các bác nhé. Ấy, pana van dài đỏ này, con này thì về mặt cái này cấn tí các bác nhé, cấn tí này, đời 2016 này, thành phách rất là ok này, không có móc méo, không cấn tiếng nào hết nhé. Đấy. Đây các bác nhìn rong này, đây nhé, rong các bác nhìn rong này, rong con này thì hơi ngả mà ngoài vào lướt một chút thôi, có một chút chút thôi nhé, không vấn đề gì cả. Các bác nhìn cái son này,
xong cực kỳ đẹp nhá, xong rất đẹp luôn, để các bạn em để gần nữa bác xem này. Đấy, không một vết nào luôn. Cái đầu pan này đang lại còn mình không phải nghĩ, cực kỳ là ngon. Đấy, nấu cơm thì bình thường này, xem này, khi đổ cơm cháy này 5-6 phút này. Đấy, thì con này là mã số 3 các bác nhé, với giá là 1.100.000 nhé. Video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, 1.100.000. Các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nữa nhé. Tiếp theo các bác nhé, đây, tiếp theo mã số 4 này, của em Yoji Roshi, gọi là con này gọi là mai rùa các bác nhé. Đấy, trên kia đấy không? Đó là những cái thùng. Con này đời 2017 các bác này, nhìn này đẹp như là mới nhé. Đẹp như mới luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp nhé, dòng này nó gương thì không phải nghĩ rồi. Đây các bác này, không thể chê được con này nhé. Đấy, úi giỏ rồi. Các bác nhìn cái gioăng này, gioăng xanh lè xanh đẹp luôn này, nhìn cái bi này, đấy, mới tinh luôn đấy, thật sự các bác là con dòng này, con này rất là mới nhá, con này nấu cơm ngon thì không phải nghĩ rồi, đấy, đây các bác nhá, nhìn cái nồi này, đẹp này, như chưa dùng này, đấy, rất là ok nhá, thật sự các bác này, những cái dòng này nấu cơm thì quên sầu luôn. Ngon thì không phải nghĩ luôn nhé. Đấy, hôm nay thì hôm nay chỉ lên những hàng đẹp thôi các bác nhé, hàng nước một với hàng vip thôi. Đấy, nấu cơm đấy quá mã suất này có nhé, thì mã này là mã số 4 này, mã số 4 này 2.600.000 có nhé, video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, rất đẹp nhé, các bạn vẫn còn pin này, màn hình trong lên xanh, trong xanh luôn nhé. Đấy, hôm nay em chỉ lên cái hàng gọi là hàng đẹp cho các bác thôi nhé, các bác nào thích hàng đẹp thôi nhé, chỉ hàng đẹp thôi để các bác săn hàng nhé. Tiếp nhé, mã số 5 này. Đấy, mã số 5 này, tiếp theo là một em Yoji Roshi nhé, em mai rùa này các bác này, thành vách thì rất là ok này, đẹp cực kỳ luôn nhé, không cấn không móc chỗ nào này. Đời 2019 thôi nhé, 2019 luôn đấy. Ui giời ơi, ôi giời ơi, đẹp thì không phải nghĩ các nhé. Đây các bạn nhìn này, đi này, gioăng này, do cái màu nó này, quên sầu các bác nhé, 2019 này. Con này 2019 các bác nhé, đấy, gioăng này, thật sự các bác rất đẹp nhé. Đây này, gioăng titan nó ung luôn này, dòng này nấu cơm thì không phải nghĩ, quên sầu luôn. Đấy, bác nào mà chốt hàng thì vô lòng liên hệ số điện thoại để con để trên màn hình nhé, 0977937795 nhé, hoặc là 0859583553 các bác nhé. Đấy, các bác xem clip của em thì ta xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Đấy, nấu thì bình thường này, mã này mã số 5 này, với giá là 2.700.000 các bác nhé. Video ngày mùng 5 tháng năm này, con này là đời 2019 đấy các bác nhé, 2019 Yoji Roshi mai rùa đời 2019 này. Tiếp theo các bác nhé, con này các bác hỏi em gọi là Natina nhé, con này cao tầm 5 giai đoạn này, 5 giai đoạn nhé, nấu cơm thì không phải nghĩ rồi. Đời 2006 nhé, dòng nấu cơm không phải nghĩ này, rất ngon. Đây là cao tầm 5 bước các bạn nhé, 5 bước cao tầm này, nấu từ từ thành 5 bước để biến khi nào cơm chín thôi. Đời 2006 mà các bạn nhìn cái xoong này, hiểu cực kỳ đẹp nhé. Đấy, xoong đẹp mà cái xoong này, cái nắp hùng này rất đẹp nhé. Đây các bạn này, hệ thống hút ẩm của nó này. Đấy, có cái nhìn rõ không, hệ thống hút ấm này còn mới tinh luôn nhé. Đây các bạn, cốc bù ấm này. Đấy,
rất ok nhé. Đây các bạn nhìn cái xoong này, đây xoong này có một hai cái vết, hai cái cào cào nhỏ nhỏ này không để ý này. Nhìn chung cái xoong rất đẹp này, các bạn nhìn dưới này, ui đấy, không vết nào luôn nhé, không tỉ vết. Con này có cả giọng nói của cá Nhật các bác nhé. Để em chỉnh cái âm thanh cho to đi. Máy cú nó cứ kêu các bác nhé, xin thông cảm. Con này cả giọng nói của cá Nhật này đấy, rất ok nhé. Cao tầm 5 giai đoạn Latina này, nó cơm không phải nghĩ này. Thì con này có mã số 6 này, bây giờ là 2.100.000 các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này đấy, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Đấy, xe hàng ô tôi đi kê xin master, tức là tắt cái gạch ô gương nhé. Đấy, đây các bác nhé. Tiếp theo đây cho bác của em gọi là em gù của chiếc xong của thật nóng đấy nhá. Tôi đi con Toshiba luôn của em nhá. Con này này vừa em vừa nhét xì xong này, ấy rất ok này. Đấy, nóng vừa nóng hồi luôn. Thành vách thì ok, không vấn đề gì cả nhá. Đẹp đời bao nhiêu đây? Đời 2010 này nhá, đẹp nhức mắt luôn này. Đây này, đấy, tinh luôn các bác ạ. Đây cái giòn này, cái này giòn nhá, cái này vừa test xong nó hơi nóng. À, đây các bác nhìn này, rất ok nhá. Nóng lắm, đang mở này, vừa test xì xong các bác nhìn vi này, cực kỳ đẹp nhá các bác nhìn thôi đấy. Đó, nhìn cái hốc luôn này, đấy, cực kỳ mới nhá. Con này nó cơm thì không phải nghĩ rồi, quên sầu luôn. Đây nhá các bác này, đây là cái lỗ hút trên không của nó này. Con này nó có cả ba chế độ là hút trên không này, áp suất này và cao tần này. Cái xoong nóng lắm quá nhá, xoong rất nóng nhá. Xoong thì không có vết gì cả, tại vì xoong nó nóng quá nên không cầm được đấy. Không biết dò gì nó lót lên tay để em cầm đấy. Đây các bác nhá, em lấy tạm gỗ điện thoại này. Đây các bác này, đấy xoong cực kỳ đẹp nhá, đấy rất đẹp này. Ui sợ cong mất cái này mất. Thì con này con mã đấy, mai bác nào chỗ này bác alo cho em sâu lại cho bác xem. Điểm nóng thì không phải nghĩ rồi, tại em vừa mới nhất cái gì xong đấy, nó bình thường này, rất là ok nhé. Thì con này con mã số 7 này, mã số 7 này gây ra là 2.800.000 quá nhé. Video ngày mùng 5 tháng 4 này đấy, hôm nay em lên clip chỉ hàng đẹp thôi, hàng đẹp hàng nước một thôi cho các bác thôi. Các bác chỉ cần đặt hàng, các bác hãy săn hàng nữa nhé. Hôm nay chỉ hàng đẹp thôi. Tiếp theo này em lên cho bác một em Toshiba nửa lít thì các bác này nhé. Em Toshiba này 0.63 lít đấy, con này rất đẹp nhé, thành vách thì ok này, không ép nó, không cấn gì cả ấy. Đây các bác nhé, đây các bác nhé, xoong này, giòn này, giòn thì còn mới nguyên luôn nhé ấy. Đây các bác nhé, xoong này, đây nhé, xoong này, xoong thì con này không có hề gì cả, không vết sức, không vết cảm, không cám gì nhá. Đây nó hơi ướt tí, em khó khăn rồi mấy các bác, tại ở đây nó không có khăn rồi đấy. 0.63 lít này phù hợp với lại nhà của hai vợ chồng ăn thoải mái, nấu cơm thì bình thường này. Đấy, con này là mã số 8, mã số 8 các bác nhé, bây giờ là 900.000 này,
video ngày mùng 5 tháng 4 nhé, ngày mùng 5 tháng 5 này. Đấy, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh luôn nhé. Đấy, cực kỳ đẹp này, sự các bác nhất. Đấy, nóng bốc hơi chứ. Tiếp theo này, con số 8 này, con số 9 này, hôm nay các bác em Hitachi đỏ này. Cái dòng này rất nhiều bác quan tâm nhá, con này đời 2019 luôn này, Hitachi đỏ đời 2019 này. Đấy, nhiều đời này rất nhiều đời hàng cao quá nhá. Các bác nhìn cái dòng này cực kỳ đẹp này. Đấy, nhìn cái này, này cái dòng này, cái dòng này đấy rất đẹp nhá các bác nhá. Rất nhiều bác quan tâm những cái dòng này nhá, này bi này, nhìn mấy tích tình luôn này. Đấy, đời 2019 luôn này. Các bác nhìn cái dòng này, xong này không có vết gì cả các bác nhá, nó chỉ bị bẩn thôi này. Tại em vệ sinh nó chưa được sạch lắm ấy, các bác về bác vệ sinh lại giúp em với nhá. Đấy, xong này như mới các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp các bác này. Không phải nghĩ chứ các bác, đấy. Ngày hôm trước, hôm rồi em lên mê clip mấy con đỏ ấy, nhiều rất là nhiều bác quan tâm nhá. Thì hôm nay này, hôm nay thì cũng có được ít hàng về các bác con sân hàng này, bác cứ alo cho em này. Đấy, bác nào chắc hàng thì bác vui lòng liên hệ số điện thoại là 0977 95 795 nhé, hoặc là 0889 583 583 nhé. Đó, các bác xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh các bác nhé. Khi qua đăng ký kênh các bác nhớ đến nút chuông, cần nút thông báo ấy, thì để em đăng lên clip ấy thì nó sẽ hiện lên cho thông báo cho các bác nhé. Thì con này con mã số 9 này với giá là 1.700.000 các bác nhé. Video ngày mùng 5 tháng 5 này. Đấy, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Thì cái niềm của em thì phục vụ các bác là niềm hạnh phúc của các em. Thế nên là nhiều bác thắc mắc là tại sao cho bác gọi mà các cháu không nghe máy, thì thực sự các bác là em thì cũng không phải là không nghe máy, mà đôi khi em bận nhé. Mà em bận trong là nhiều bác gọi quá cứ đâm ra là cứ gọi treo tầm nhóm nó cứ hiện là một quá nhớ ấy. Thì các bác thông cảm giúp em nhé. Tiếp theo này là em một em Hitachi đời 2019 này, nhưng mà em này bị lủng một lỗ các bác nhé. Này, thằng bác này nó bị vỡ một tí là các bác này. Trời ơi tiếc. Đấy, mà không vấn đề gì cả nhá. Đấy, để vẫn đẹp nguyên luôn này. Thì vỡ thì chúng ta sẽ lại. Đấy các bác nhìn này. Con này các bác nhìn này, không phải chê mà hưởng nhất đẹp cực luôn này. Nhìn này, cái vàng cái nồi lắm nắp nồi này. Đây các bác nhá. Đấy, gông cao su này. Con này mới tích tình luôn này. Đấy, các bác về các bác chỉ phải lau qua đây là chúng ta sử dụng thôi. À, đây các bác nhìn xong này, xong một vết chứ không có nhé, thật sự rất là đẹp này, mình rất thích luôn đấy. Đấy, thì con này nó chỉ bị lủng một tí này các bác nhé, để nhớ này thế thôi, nó không ảnh hưởng gì cái việc nấu cơm các bác nhé, không ảnh hưởng gì cả, nó nấu bình thường, không vấn đề gì hết. Đấy, nấu này. Đấy, nó bình thường thì mã số 10 này. Con này mã số 10 nhé. Đây giá là 1.400.000 các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, xin đi. Con này cũng rất là hoàn hảo nhé. Đấy, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Tiếp này, mã số 10 em. Đây, tiếp tục nhé, mã số 11 này, một em Tiger Ta Cúc này các bác nhé, đời 2019 các bác này, đời 2019 luôn nhé. Đấy, Made in Japan này. Đấy, thành bác rất là ok, không có này nào. Đây là da đâu, nó quân gì Taki à, Taki Tate nhé, Taki Tate tức là ý nghĩa nó là gì, cơm vừa mới nấu xong ấy. Đấy, ngon cái cơm vừa nấu ấy. Đây các bác này, thực sự rất là đẹp nhé. Này, rất đẹp nhé. Thực sự các bác này, nhìn như mới này. Dòng này nấu cơm thì không phải nghĩ rồi. Đem cho các bác xong, thêm cái xong này. Không có vết gì luôn các bác nhé. À đây, ở giữa này có một vết chấm một tí này, không để ý này. Đấy, còn lại các bác nhìn này. Thực sự cái xong này thì chất như nước cất luôn ấy. Dòng này có bảo cơm cháy nữa thôi.
nấu cơm này. Tada, mã số 11 các bác nhé. Mã số 11 này với giá là 1.300.000 các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này. Đấy. Các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ nó cái kênh các bác nhé. Hàng này rất là đẹp này. Hàng xuất sắc luôn đấy. Tiếp theo mã số 12 em lên cho các bác một em. Ôi. Một em mai rùa các bác nhé. Đấy. Doji Roshi mai rùa này. Đời 2020. Ui con này đời 2020 luôn các bác nhé. 2020. Ôi con này đời cả 2020 nó lại đây thế này. Quan trọng xem trong bên trong làm sao nhé. Ui giời ơi. Đây các bác nhìn này. Thật sự không thể chê vào đâu được, nó quá là đẹp luôn. Đấy. Hai dư sự và chưa kê đựng này. Hai dư sự là tháo và chưa kê đựng là lắp nhé. Thực sự quá là đẹp luôn. Các bác nhìn. Không thể chê vào đâu được cái dòng này nữa cơ. Quá là xuất sắc đấy. Những dòng này hôm nay bác nào săn cửa hàng viết thì bác cứ nhanh tay bác alo cho em nhé. Đây các bác nhìn cái nước son này. Thực sự nó quá là đẹp luôn đấy. Dòng này mà ra siêu thị nó rơi về tầm 10 mấy triệu ấy. Nhưng mà chúng em bán hàng ở đây thì chúng em bán hàng với giá là hợp cho các bác hợp lý nhất thì các bác có thể săn hàng nhé. Đấy. Hành bách con này nó không vấn đề gì cả. Đấy. Đây nấu ok nhé. Tắt này. Các phím chức năng nhé. Tắt ok các bác nhé. Đấy. Này ướt các bác nhé, ướt tí. Đấy. Thì con này mã số 12 này. Mã số 12 với giá là 1. Thì đó các bác nhá. 2.800.000 các bác nhá. Video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, 2.800.000 này cho một em đời Doji Roshi mai rùa đời 2020 các bác nhé. Đời 2020 luôn đấy. Đẹp thật sự luôn. Tiếp theo nhá. Đây. Ui giời ơi. Takitate là cái dòng ký hiệu của dòng cơm ngon vừa mới nấu nhá. Một em gọi là cắp nách. Cắp nách của Tiger nhá. Con này đời 2015 này. Con này nấu cơm thì rong xong các bác. Thành vách rất là ok nhá. Cái viền mạo chrome này còn đẹp nguyên luôn này. Đấy. Đây có một cái nỉ một tí không để ý này. Đây cho các bác xem này. 2B nhé, 2B luôn này, con này nấu cơm thì thật sự các bác là khỏi phải chê luôn, cực kỳ ngon nhé. Đây. Cơm này cái cơm này là em vừa mới cắm cơm em ăn đấy, nên nó bắt đầu dính tí phân cơm đấy, các bác thông cảm với em nhé, như là chất cơm luôn đấy, ăn cơm cháy này thôi. Đấy, dòng này là nồi trong gốm nhé, đấy các bác nghe cái từ gõ là chân của nó kêu. Đấy, dòng gốm này xong gốm sần nhé nhé. Xong gốm sần luôn này. Dòng này giá trị nó về giá trị về sử dụng với giá trị vật chất rất lớn nhé. Cái này mà mua mới ở bên siêu thị cái này em tính các bác cũng phải đầu chụp cho nên các bác mới mua được em ạ. Đấy. Màn hình LED sáng nhá. Đấy. Nấu cơm này. Yakitate nó là cơm ở đâu? Takitate nó là cơm vừa mới nấu nhé. Con này mã số 13 các bác này. Mã số 13 này với giá là 2.800.000 nhé. Video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, dòng này nấu cơm không nghĩ này. Đây có cả cơm cháy các bác nhé. Dòng này có cơm cháy này. Cơm thì rất là ok thật sự các bác ơi. Dòng này mà kho cá thì nó thật sự là đỉnh của đỉnh luôn đấy. Có cơm không phải nghĩ rồi. Tiếp tục này. Mã số 14 này. Em lên cho bác của em Vanasonic nhé. Van dài màu đỏ này.
đời 2016 này. Con này đẹp nhá, đẹp nguyên luôn này, thành hành bác thì ok này, vỏ không vấn đề gì cả nhé. Đây chỗ này nó hơi vết bẩn tí này, các bác về không? Đây, hơi cạo tí các bác nhé. Đấy, không vấn đề gì cả. Đây các bác nhìn gioăng này. Con này gioăng đẹp nguyên luôn nhé các bác nhé. Đấy. Thực sự với các bác là những cái dòng nồi cơm này ấy, cái dòng cơm hàng nước một này chúng ta không phải suy nghĩ về chất lượng nữa, rất là ngon luôn, rất đẹp luôn này. Đấy, đây các bác nhé, xoong này, xoong thì không có vết chấm nào cả các bác nhé. Đấy, đây này, đây hai vết bẩn này thì không để ý rồi. Đây là ký hiệu của cơm cháy này. Đấy, con nào ăn dày thì lâu lắm này em không lên. Hôm nay mới có dịp lên cho các bác. Thật sự là hàng hóa cái này nó vui. Em nhiều hàng nó cũng ấy đấy các bác nhé, thì các bác đôi khi còn gọi các bác gọi đến thì đôi khi nó cũng không hơi khó đấy, nên cũng mong các bác thông cảm nhé. Đây, con này có mã số 14 này, mã 14 này với giá là 1.200.000 bác nhé, đi trong ngày 5 tháng 5 này. Đấy, tiếp theo nhé, mã số 15 này, lên cho các bác một em cao tần các bác nhé, của là Helix gì đấy, đài bao nhiêu 2017 nha, 1 lít đấy các bác này, các bác nhìn cái xoong đấy nhá, cực kỳ dày đấy các bác này, rất là thích các bác nhé. Đấy, mới tích hình trùng luôn đấy, đây các bác nhìn xoong này cực kỳ đẹp nhá. Đấy, tại ngoài nó cơm thì không phải nghĩ đâu, rất là ngon này. Đây các bác nhìn trắng tinh thì nhìn như là mới. Đấy, các bác nấu cơm thì bình thường nhé. Đấy, thì con này mã số 15 này, cái giá là 1.000.000 các bác nhé. Đấy, video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, các bác xem clip của em thì các bác xin một like, một chia sẻ vào cái kênh các bác nhé. Tiếp theo này, mã số 16 này, cuối thời này em lên những bác của em như Hiroshi này, thấy rất là ok nhé, rất đẹp nhé. Ai sợ ai. Đấy, đá 2011 này, đây các bác nhé, con này có áp suất nhé, áp suất này, đấy, đi này, đấy, giò rất là đẹp nhé, giò không mối mọt chỗ nào cả. Đây các bác nhé, xong này, có một hai cái chấm nhỏ này thì không để ý đâu, nấu cơm vẫn bao ngon, bao ok cho các bác nhé, không có chắc chín gì hết. Nó cơ thì bình thường này. Các bác đợi tí nhé, phải đang phải chuẩn bị máy đi. Quay nó cũng bị cũng có cái tiện tí nhé các bác nhé. Đấy, thì con này cái mã số 16 này các bác nhé, mã số 16 này, 15, 16, bây giờ là 1.200.000 nhé. Video ngày 5 tháng 5 này. Kỳ là ok nhá. Đấy, đây các bác,
đây các bác nhá. Đấy, xong này, đây nhá, hai tầng đây này rất đẹp nhá, nấu cơm một lòng này nó không phải nghĩ là rất là ngon luôn. Đấy. Nấu cơm thì bình thường này, đây hút trên không các bác nhá, còn nó hút trên không đấy. Thì con này là mã số 17 này. Nó dù 17 nhá, bây giờ là 2,2 triệu các bác nhá. Các bác chuyển khoản thì em bao ship cho những cái hàng các bác lên, các bác chuyển khoản hôm nay clip này các bác chuyển khoản thì em có thể bao ship cho các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này, đấy. Clip này thì các bác chuyển khoản thì em có thể bao ship cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo này, mã số 18 này là một em Vana van dài màu trắng nhất tinh khôi nhé, đá 016 này. Cái này thì hơi bị hơi ấy tấn tí quá nhá, à không phải ấy tí mà nó hơi ấy sơn tí không, không vấn đề gì cả này, mảnh vách rất là ok này. Đấy. Đây các bác nhá, đây giòn thì nhá, các bác nhìn giòn xanh này đẹp quá nhá. Cái này nó hơi bẩn tí, các bác về quá chỉ khó đây vệ sinh lại giúp em ấy nhá. Đấy. Đây các bác, tiếp theo cái xoong này, chỗ này thì hơi vết trọng tí coi này. Đấy. Còn lại thì ok, không vấn đề gì cả. Dòng này nấu cơm rất là ngon nhá, cả cơm cháy đấy. Ban nào ban giải này, các học gạo Việt Nam thì nấu cơm này không phải nghĩ. Đấy. Các bác nào xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ lên cái kênh các bác nhé. Bạn nào thích thì các bác có thể chia sẻ cho em lên những chỗ trang hội nhóm về Facebook, Zalo ấy, để nhiều người biết tên hơn, để nhiều người gọi là biết, gọi là Quảng Nam đại nhé các bác nhé, mấy anh em làm cho nó. Đấy, nấu cơ thì bình thường này. Đấy, thì con này có mã số 18 này, 18 này với giá là 1 triệu các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này, các bác xem clip của em này cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bác nhé. Tiếp theo mã số 19 này. Đấy, em lên cho bác một Pana. Pana này. Đá 2014 nhé. Con này thành phát rất là ok này, không có móp méo, không cấn kít như nào các bác nhé. Đó, rất đẹp này, con này rất đẹp nhé. Có chỉ bẩn thôi. Các bác phải gọi con lau lại tiếp theo là được nhé. Đấy. Thế lại thì nói chung là bây giờ thì em thì bây giờ dịch bệnh nó đang hoành hành ấy. Corona đang rất là nhiều đấy các bác, thì chúng ta nên ở phong trào toàn quốc chống dịch ấy, thì chúng ta nên hạn chế ra ngoài đường các bác nhé, hạn chế ra ngoài. Cái việc thì chúng ta cần ra ngoài, chúng ta nên đeo khẩu trang và đứng cách xa mọi người nhé, tối thiểu là 2 mét nhé, để chúng ta là vừa được đẩy lùi dịch bệnh cho đất nước nhé, để cái nền kinh tế của Việt Nam phát triển lên. Chứ mấy nay em đọc báo là thấy ở tỉnh nào xã nào thì thấy cũng thấy đang tập trung đông người là dịch bệnh các kiểu này. Mong các bác cùng hưởng ứng với cùng với lại toàn dân nhé, toàn xã hội các bác nhé. Đấy, hãy tiếp tục quay lại chương trình thì đấy, cái này như mới các bác nhé, này, cái nắp này 2014 này, y doctor này, đấy, thao tần này, thì các bác nhé, con này nhé, con này thì được có thêm một cái xìa này, xìa xây cơm nhật thì các bác nhé, đây các bác nhìn này, đấy, nó đi cùng trong đi cùng với xoong nhé, chịu được 120 độ cơ, đấy, đi cùng với đây, đi cùng với cái xoong này nhé, đấy. Đây các bác nhìn cái sức xoong này, nhìn như mới nhé, không phải treo đâu được cái nào có nước xoong này nhé, quá là đẹp luôn này, các bác nhìn này. Đấy. Đây này, thực sự với các bác đây nó chỉ có về chiếc lau qua là sạch thôi nhé. Đấy, dòng này nấu cơm nhé, thật các bác không phải nghĩ luôn, quá là đẹp luôn cái dòng này. Đấy, đây nấu cơm này, bình thường các bác nhé, rất ok. Con này là mã số 19 này, 19 này với giá là 1.500.000 các bác nhé. Em tặng thêm cả cái thìa xây cơm nhật các bác nhé. Đấy, đi theo theo đồ luôn đấy, đi theo ngày 5 tháng 5 này. Đấy, đi theo đồ luôn này. Thìa này có cơm này bao không dính như các bác nhé. Nhật, đấy là nhật đấy, không phải đùa đâu. Này, cơm này là nó qua mua ngoài thị trường không, cái nồi này nhé, xây cơm nhật chính thức của nó ra nó chính là cũng đầu tiền trăm rồi.
Tiếp theo là nhé. Ôi trời ơi, mã số. Đây. Mã số 20 này. Một em Yuji Roshi này các bác nhé. Còn sau này thì hơi cấn tí các bác này, không để ý này. Đời 2020 luôn các bác này. Đấy, một cấn một tí cái này không để ý rồi. 2020 thì em đang nắm lại cho các bác nhé. 2020 này đầy thành ác thì hơi cấn tí nhé, không để ý nhé. Đấy, 2020 luôn nhé. Sang bên trong là ui dồi ôi. Đây các bác nhìn này, đẹp như chưa hề được đẹp các bác nhé. Mới tích nhìn tình luôn này. Thực sự các bác này quá là mới luôn đấy. Dòng này ngoài chú thị nhá. Đây. Còn cái hàng bán Nhật thì khi mà vận chuyển thì không cái mốc móc méo là không thể tránh khỏi rồi. Đấy các bác nhìn này, mới cực kỳ là mới luôn đấy các bác, nhìn cái thằng hốc son này rất là mới nhá. Đấy, 2020 luôn đấy. 2020 luôn đấy. Cái nồi này cao tần của Yuji Roshi này. Yuji Roshi được mệnh danh là gọi là vua đầu bếp đấy các bác nhé. Đấy, cái con này là mã số 20 này. Mã số 20 bây giờ là 1.600.000 các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này, 2020 luôn các bác nhé. Yuji Roshi cao tần 2020 luôn này. Đấy, không phải đùa đâu. Rất là đẹp nhé. Cái này mà các bác nào chuyển khoản thì sẽ báo ship cho các bác nhé. Các bác nhớ để em tiếp theo em lên mắt của Yuji Roshi này. Các bác nóng quay cho em cũng để em vừa lấy em vừa vận chuyển hàng hóa tí luôn đó. 2020 em Yuji Roshi này, con này á, thay bắt đầu như này, tay bên anh 2019 các bác nhé, thành phát thì ok này, không có nhóc không cần thiết nào hết các bác nhé. Ui các bác nhìn này, cái son này, cái son này như chưa dùng nhé, như chưa dùng luôn các bác nhìn này, rất đẹp này, đấy, thật sự này, đấy, con này có thêm cả cái quài cài mui này, đấy, thật sự các bác này. Son này, con son nhắn bóng chi tít luôn, không vấn đề gì cả, con ruồi đậu đây còn bay còn trơn đấy các bác nhé. Đấy, thật sự quá là đẹp luôn này, có tả cá đi kèm cho nó là cái cài mui này. Đấy, thế nào phải cực nước nó còn làm sao để đó làm sao. Đấy, điện này thì ok rồi các bác nhé, cực kỳ đấy nhé, con này cực kỳ mới nhưng mà điện nó rất ok này, có là chú ý điện 110 đấy. Cái con này mã số 10 mấy ta, 21 thôi nhé. Con này mã số 21 này, mã 21 này với giá là 1.600.000 nhé. Video ngày 5 tháng 5 này. Đấy, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh các bác nhé. Tiếp theo này, mã số 22 này. Một em van dài màu đỏ các bác nhé. Đời 2016 này, con này thì thành bắt, cái này có hơi cấn tí đấy. Còn lại thì ok này. Đấy, còn lại thì ok nhé. Đây các bác nhé, con này giòn này, giòn thì cực kỳ đẹp nhé. Ai trời ơi, giòn thì không phải suy nghĩ rồi, giòn này rất là ok nhé. Em hết sầm này đuối quá các bác. Đấy các bác nhìn này, giòn này thì có 1-2 các bạn, là cái vết nó lại chỉ cái lốt xỉa cái cơm nhé, không phải là không phải bị xước sát như nào nhé. Đấy, giòn cơm cháy này, panavan giải của đá không bị sáu. Nấu cơm thì bình thường các bác nhé. Đấy, thì con này là mã số 22 này. Mã số 22 bây giờ là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu này. Đấy, video ngày 5 tháng 5 này, các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ nó cái kênh nhé. Cái nhìn cứ là ngày 5 tháng 5 là ngày Tết, gọi là Tết bố vợ chúng ta.
ở ngoài Bắc thì cũng như tục lệ mùng 5 tháng 5 ngày Tết Bố Vợ đâu. À, âm lịch đúng không nhỉ? Ôi giời ơi, âm lịch cơ. Mà mình có Bố Vợ đâu chứ. Đúng không? Ôi giời ơi, tiếp theo nhé. Má số 24-23 này. Làm em Pana van dài để hóa cho bác này. Đấy, chấm xếp một tí đây nhé. Đây, 2018 bác này, 2018 luôn này. Thành vách thì rất là ok, không vấn đề gì cả. Một tí thì này thì không để ý rồi. Con này các bác nào, à này 5 năm các bác nào mua được con điện tặng Bố Vợ nhé. Rất là ok. Đấy. Đây các bác nhé. Gioăng này đẹp, nhức này. Đấy cái này các bác về các bác chịu khó vệ sinh lại nhé. Nếu mà trước khi tặng Bố Vợ các bác nên vệ sinh lại giúp em cái này nhé. Không là Bố Vợ để vào này. Tặng ngồi mà để cái này. Một năm đến năm ngày xưa ở quê mình hay tặng này. Tặng gà tặng vịt đúng không? Cho Bố Vợ đâu. Đấy. Đây các bác này nè. So người đẹp nhé. Chúng Việt xung quanh này thì nó hơi chắc một chút thì không để ý. Một tí đi thì không thành vấn đề này. Đấy. Đây các bác nhé. Đấy. Có nào có kinh nghiệm là tân gái xong là tặng Bố Vợ cái gì thì các bác cho em chia sẻ để sau này em chuẩn bị tinh thần như nói. Để tân nếu mà em đến vợ thì tinh thần. Đấy, nấu cơm thì bình thường này. Sau này mã số 24 các bác nhé. Cái giá là 1.200.000 video ngày 5 tháng 5 này nhé. Video này. Mã 23 này. Đấy. Cứ mà vợ con xong này. Quên cái mã. Đây là mã 24 nhé. Đấy, mã 24 này. Em lên cho bác của em Panasonic này. Con này đời 2013 này, cấn tí thôi nhá, cấn tí này. Đây con này luôn 2 tí vết 12 một năm nữa nhỏ nó không để ý này. Còn lại bác xem bên trong này. Chị các bác nó quá là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Giòn này như là mới luôn nhé. Thật sự các bác này. Nhìn. Đúng là hàng nơi bột khác. Các bác nhìn cái lốc này. Các bác đúng soi gương vào luôn được nhé. Các bác biết đố các bác biết em đang mặc áo màu gì này. Hay là không mặc áo đấy. Thật sự là quá là sáng luôn. Đấy. Đây các bác nhìn xoong này. Thật sự sao quá đẹp luôn này. Dòng này có đây. Xong cơm cháy này. Màu nôn, màu mặn này. Đấy. Rồi thì các bác tặng Bố Vợ cái này cũng được. Tết này mừng nhân ngày Tết 5 năm. Tặng cái này cũng ok rồi. Ok rồi, ok rồi. Đây. Nấu cơm nấu quá nhé. Đấy. Tắt này. Các bác chức năng nhé. Đây cơm cháy này. 5-6 phút này, dòng của Pana thường là 5 cơm cháy thường là 5-6 phút nhé. Thì con này có mã số 24 này. Mã 24 video là 1.200.000 các bác nhé. 200k này, đấy video này 5 tháng 5 này. Bác nào có kinh nghiệm nào mà Tết Bố Vợ lấy lòng Bố Vợ mà trước khi tán gái mà lên lấy lòng gọi là Bố Vợ thì quen đi kinh nghiệm để nhé, bác em Natina này. Con này đời 2008 nhé. Này các bác nhìn này, đây cũng sổ rồi. Thật sự nó quá là mới luôn. Đố các bác em đang quay bằng điện thoại hay là quay bằng smartphone đấy. Thật sự quá là mới luôn. Ui cái này hơi bẩn tí. Các bác về các bác đấy, lau qua đi cả sạch này. Đấy. Quá là đẹp nhé các bác. Đây là có những cốc này. Cốc nhé. Đấy, đẹp nguyên luôn này, có những cái thong này. Thật sự này. Thật sự không thong này. Đấy. Rất đẹp nha các bác nhé. Đấy. Thì không biết cái văn hóa ở trong mình, trong 5 năm ở miền Nam là như thế nào. Văn hóa 5 năm ở ngoài miền Bắc thì thường mình hay tập trung một gia đình nhà ngoại nhé, ăn cơm nhé. Đấy, phần để mọi người cùng hộp.
Còn không biết là mùng 5 tháng 5 ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì sao, hay trên khu vực miền miền Nam nào, các bác nào xem clip thì các bác cho cái chia sẻ để trong chúng ta gần gũi trong đời sống hàng ngày luôn hơn các bác nhé. Đấy, nó cơm bình thường này. Thì con này có mã số 25 này. Mã 25 với giá là 2.600.000 các bác nhé. Video ngày mùng 5 tháng 5 này. Đấy, các bác nào chuyển khoản thì em bao ship nhé. Clip ngày mai thì có thể các bác chuyển khoản em có thể bao ship cho các bác nhé. Nếu các bác chuyển khoản thì các bác phải ghi là cái mã nó bao nhiêu nhé. Ví dụ các bác lấy mã nó 25 này. Đấy, thì các bác nhìn lấy mã nó 25 nhé. Tiếp theo này, em lên cho bác của em gọi là thực sự là nó em dùng đi Roxy này. Đời 2014 thôi, thế nhưng mà nó đẹp. Cái cửa hàng này, hàng nó bỏ trong tủ kính sao? Nó bỏ tủ kính lâu ngày nó giờ nó lôi ra sao ấy. Đẹp cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây, cái này cất kỹ rồi. Cái nhỏ nhỏ này không để ý được. Các bác nhìn cái song này, quá là đẹp luôn này, cái song này thực sự là quá là đẹp luôn các bác nhé. Để đi này, clip này toàn hàng tuyển đấy các bác ạ. Đấy, các bác nào xem clip này cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Chúng ta đấy, các bạn nào thích em thì các bạn thể chia sẻ lên chúng ta hội nhóm Facebook Zalo nhé. Đấy, các bác nhìn cái song này, đây song titan nó luôn này, rất cực kỳ đẹp nhé. Đây này, đấy. Đấy, con này thì vẫn còn 6 pin thôi nhé. Đấy, nấu cơm thì bình thường khóa 35 phút này, tắt này, các kính chế độ này. Đấy, con này màn này màn hình rộng các bác nhé, màn hình rộng này, khóa gần 35 phút này. Con này mã số 26 này, đi ra là 2 triệu các bác nhé. Đi ra ngày 5 tháng 5 này. Đấy, các bác xem clip của em này, cho xin một like, một chia sẻ với cái kênh các bác nhé. Các bạn nào có thể chuyển, các bác chuyển khoản em có thể clip này, bác chuyển khoản em có thể bao ship cho các bác nhé. Tiếp theo là 27 này, trời ơi, mã 27 này. Em lại lên cho các bác cùng em Natina cổ này, đời 1998 nhé. Đấy, em sinh năm 1993 mà giờ tán được 1998 này thì quá là ok rồi. Đấy, đẹp này. Đấy, con này thì nó rất đẹp này, cảnh mắt thực sự này, không có móp méo, không cắn cướp cái nào hết này. Đây các bác này, đây các bác nhìn rong nhá, con này rong rất là ok nhá. Này, con này có lít 8 ấy, con này đồng hồ này nổ lít 8 các bác nhá. Đây nổ lít 8 này. Đấy, rất là ok nhá. Đây các bác này, úi sợ cái xoong xoong này các bác này, không có khu một gẹt nhá. Này có một hai, này có một chấm nhá các bác nhá. Đấy, còn lại rất là ok nhá, cầm cái xong thẻ các bác cực kỳ nặng nhá, xong là xong trắng gương nữa cơ. Đấy, cực kỳ thích các bác nhá, thật sự này. Xong này mà nhà bố vợ nào, mà nhà bố vợ mà đông người các bác nhá, nhà bố vợ này có đông anh chị em đến cùng ăn cơm Tết mùng 5 tháng 5 ấy, thì chúng ta nấu cắm cơm xong này tặng bố vợ con này quá hợp lý rồi các bác nhá. Đấy, thằng nấu cơm không ngon thôi, chỉ có mà đập nồi thôi. Đấy, nấu này, tắt này, các phím chức năng ok hết các bác nhé, cực kỳ ngon nhé. Thì con này mã số bao nhiêu? Mã 27 này, bây giá là 2.200.000 các bác nhé. Video ngày 5 tháng 5 này, các bác nào chuyển khoản thì em có thể bao ship cho các bác nhé. Các bác nào chốt hàng bác vui lòng liên hệ số tòa là 0983329. À, xin lỗi các bác nhé, bác cơ. Có ba chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ số gọi là 0977 937 795 nhé, hoặc là chúng ta số gọi nữa là 0889 553 553 thôi nhé. Đấy, các bác nhớ liên hệ em cho xin một like, một chia sẻ, một cái kênh thôi nhé. Tiếp theo này, em lại lên cho các bác một em rùa tiếp này. Hôm nay thì đang lên một bàn rùa các bác nhé, chắc phải tầm 50-56 con đấy. Rùa này, Rosi rùa tiếp này, đời 2017 nhé các bác nhé. Đấy, thành con này khá đẹp này, mới như mới, không có cấn, không có móc nhó chỗ nào cả. Đây này các bác nhỉ, thực sự với các bác là đợt này về hàng nước một, cái giòn của nó này nhìn đã mắt kinh khủng luôn đó, thật sự này quá là đẹp luôn. Những cái giòn nắp nồi này, cái này dùng nó bao giờ đâu, thật sự không có dùng bao giờ luôn, nhưng mà chưa dùng nữa. Có dùng đồ chắc là dùng nó dùng một hai lần thì sao,
quá là đẹp, qua biển xoong này không cấn không hề gì nhỉ nhé. Đấy thì con này mã số 20, dòng này nó cơm rất là ngon nhé, thật sự các bác. Này mà đem về mà tặng bố vợ được thì thôi rồi, hàng năm năm thì quá là ok này. Đấy mã số tám mã số nào, mã số 28 đấy nhé. Mã số 28 này với giá là 2,6 triệu các bác nhé, 2,6 triệu này. Video ngày mùng 5 tháng 5 này, các bác xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Thì hôm nay clip này là toàn clip hàng nước một nhé, nên cái giá của nó thì cũng phải là cũng là tương đối các bác nhé. Đấy, hàng nước một mà chúng ta hàng nước một thì chúng ta được quyền những cái hàng đẹp mà. Đây tiếp sau này mã số 29 này, các bạn ạ, 29 này cũng là một em Rosi mai rùa các bác nhé, đời 2016 này. Đấy, hôm nay chúng ta lên một đàn rùa luôn đấy, anh chị em nhà rùa luôn, rất nhiều này, mấy mã này. Đây thì hơi cấn tí các bác nhé. Đấy, đây là bác nhìn xoong này, thực sự này quá là đẹp luôn các bác nhé, rất đẹp luôn này. Đây bi này ướt này, là nãy em cắt xì nên hơi dính ướt các bác nhé. Đấy còn bên đây nó hơi đen tí nha các bác, phải không, để sửa sinh lại với nhau được nhé. Đấy đây cho các bác xem là xoong này nó hơi có tí nước là do em cắt xì các bác nhé, nên các bác thông cảm cho em đấy. Xoong rất là ok nhé, không có cấn kết như nào cả, tại em không đang quay cho tầng 2 em không rẻ nê các bác nhé, mang cái đồ lau đi nhé. Đấy nấu bình thường quá thấp này, mã 29 này, mã 29 này với giá là 2,5 triệu các bác nhé. Video ngày mùng 5 tháng 5 này. Đấy các bác xem clip của em thì cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Nên clip này là clip hàng nước một đấy, nên là các bác cứ chốt hàng, chúng ta chốt hàng thì nó có thể nó giá nó đẹp, nhưng mà hàng được các hàng cũng đẹp theo giá các bác nhé. Đấy đây này. Tiếp theo mã số 30 này. Úi dồi ôi, một em Panasonic này, đời 2018 luôn các bác nhé. Ông làm gì cũng làm quất dê đấy nhé. Đấy dày các bác nhé, nãy chắc nãy mà quả nó ngồi nó nhịp nhịp, nó ngồi nó nhớ yêu nó quấn dây vào đi. Ông quấn nó điểm không vào đây à? Quá là đẹp luôn đấy, có tay này rồi. Nhớ người yêu thì gọi về, nhớ người yêu thì ông đem quấn dây ông thả nó lòng cái dây để trộn cái nồi. Đấy hết đời đấy con này nhé, đèn 110 này, em ra tắm đèn 110 chú ý đây các bác nhé. Đây các bác nhìn xoong thật sự quá là đẹp luôn, giòn đẹp này, giòn thật sự là nhìn rất thích luôn đấy. Tạo ước gì mình có vợ để tặng nồi, tặng bố vợ này, có bố vợ tặng nồi cơm bố vợ. Đấy các bác nhé, xoong này xoong chất đi nó cất luôn được các bác nhé. Đấy đài bao nhiêu đây, đài 2018 đài 2018 luôn này. Đấy nấu cơm này bình thường các bác nhé. Thì nhá, thì cái này giá là 950 các bác nhé. Con mã số 30 này, 950k này, video này 5 tháng 5 này. Đấy có xem clip của em cho xin một like, một chia sẻ, một cái kênh các bác nhé. Đấy ôi trời ơi, bên em có một số bác mua nồi cơm, bác thích nồi cơm quá mà các bác đi mua xong các bác phải giấu vợ, bác là mày để cho anh đưa nồi ở đây 20 hôm nhé, xong rồi nhá, khi nào anh sang rồi thì bảo là anh tặng mày một người tặng anh nhé, để anh cầm về nhá. Mời anh đúng không, mời em một cái cây củ luôn dám cả nhiều. Tiếp theo mã số 31 anh có đợi tí nhé, quay hàng đi nữa. Các bác thông cảm nhé, cảm ơn.
mất tiếng rồi. Đâu? Mãi bao nhiêu rồi? 30 rồi. 31. 32. 32 này lên cho các bác. Đây các bác có một em nồi Panasonic này, đời 2019 thôi nhé. Đời 2019 này. Đấy, em này đời 2019. Đấy. Đấy, đời 2019 ngoại hình rất là ok, rất đẹp nhé. 2019 thì ta lại đi nó còn đi. Còn thì siêu mới luôn. Đấy, này siêu mới luôn. 2019 thì nó ít dùng rồi. Nhưng mà cái lòng nồi này nó bị mất vết. Nó bị mất vết này. Đấy, thì em này mã 32. 31 2019 nhá. Thì nó bị một vết này, thì bán được bác cái còn 1 triệu thôi nhá. Video này mùng 5 tháng 5 nhá. Bác nào chuyển khoản bao ship cho bác. Đây là hàng siêu lướt nhé. Thì các bác nào ở đây là giá, các bác là rất nhiều bác bảo là thích hàng đẹp ấy. Thì đây, thì này lên cho các bác là hàng đẹp luôn. Giá thì hàng đẹp thì giá cao rồi. Thì đấy là các bác xem hàng các bác. Đấy nha. Đêm này ngoại hình rất là ok, đời 2010. Đấy. Son siêu mới luôn nha. Siêu mới luôn nhé. Rất là mới. Đấy. Thì nay hàng nó vừa về xong thì em chỉ lọc một ít nước một như này thôi. Ngày mai tiếp tục, ngày mai tối ngày mai em livestream xả hàng cho các bác. Son rất là đẹp nhé. Rất là đẹp luôn. Và trong ngoài luôn. Đấy. Thì bác nào mà dòng cơm này nó cơm bao ngon cho các bác luôn. Dòng son quá tuyệt vời luôn. Đấy, toàn son mới. Thì hôm nay bán cho bác giá là 1.2 triệu nhé. Mã này là mã 32, bây giờ là 1.2 triệu nhé. Video này 5 tháng 5. Bác nào đang xem clip cho em xin một like nhé, một chia sẻ nhé. Làm cái gì thì có tiền. Mã 33 lên cho các bác là một em Toyota Yaris, em này đời 2019 nhé. Nay được coi CJC 2018-2019. Đấy, 2019 thì các bác không phải lo lắng này đây. Trong này nó bị một vết rất là nhỏ, rất là xíu. Từ ngày có rồi tôi điện thì chơi mày về phải làm cái năm này. Chưa đúng. Giòn rất là mới luôn. Đời 2019 thì các bác không phải nghĩ là cái giòn rồi. Đấy. Đấy, xuồng này đẹp quên sầu luôn nhé. Siêu đẹp luôn các bác nhé. Đấy, son siêu đẹp luôn. Đấy, cái này có chưa biết xuất xuất. Đấy, con này đời 2019 nè. Em này bán cho bác giá là 1.4 triệu nhé. Em này là mã 33. Đấy, mã 33. Bây giờ là 1.4 triệu nhé. Video ngày 5 tháng 5 nhé. Các bác nào đang xem clip cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Thì có clip là hôm nay có thể là giá nó sẽ cao hơn so bình thường vì nó là hàng chọn hàng lọc nước một, hàng đi chọn lọc về một lô thì cũng chỉ được một vài chục con này thôi, không nhiều. Đây là em lấy nay em về 500 con mới được đây, đây nồi đấy không có nhiều đâu, nên là các bác cũng vào nhé. Đấy, mã 34 này lên cho các bác là một em Panasonic. Em này đời 2016 này. Em này thì chưa vệ sinh. Đấy. Em này cũng chưa kịp vệ sinh. Lòng nồi bị vết này các bạn. Đấy, lòng nồi con này bị về mùi vết nhé. Đấy. Thì em này bị vết vậy. Em này cũng bán cho bác với ra là em này để cho bác 2016 thì bán cho bác với ra là 900k. Mai sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cho các bác. Thì mã này là mã 34.
bây giờ 900k nhé. Video ngày 5 tháng 5 nhé. Và đây là có một con cuối cùng ấy, là lên con Hitachi Steel này các bạn. Bản hiếm luôn, hiếm luôn nhé. Em thật với bác luôn à, Hitachi đời nào cũng không biết. Cái Hitachi đời này thì cực kỳ siêu hiếm luôn nhé. Cái này em chưa vệ sinh nữa. Em sẽ lau lên cho các bác, bao đẹp cho các bác luôn. Cái này lau bao ok, bao đẹp. Cái này mỗi cái chỗ xước cái này là em không làm được thôi nhé. Chứ còn những cái vết xước ở dưới này thì các bác yên tâm, thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ các bác. Nhưng cái đời Hitachi đời này nó hiếm ở cái nào? Thứ nhất là các bác này, đời này là đời mà nó có cái này ấy, thì mà đây nó có cái khóa này, đời là đời VIP rồi. Đây riêng muốn đời này nó qua nhá, và do của nó còn rất là mới. À nhưng mà em này nó bị gãy cái này, thế là rất tiếc. Đây gãy mới này một tí một xíu rồi. Đấy, thì cái này cũng chả ảnh hưởng gì cả. Các bác cho vào đây thì nó vẫn ok. Đấy, nó phá vẫn chặt chẽ. Đây sao gọi bản hiếm. Đây các bác này, xoong của nó này, xoong của nó là đây là dấu in nổi nhá, in dập. Xoong rất là mới. Đấy, gần như là nó chưa sử dụng, có nghĩa là nó ra vận chuyển này nó bẻ cái đấy một tí thôi. Thì em sẽ bán cho bác em này giá là 1.400.000 nhá. Đấy bản hiếm đấy. Bao cơ ngon các bác luôn. Đây là mã 35. Bây giờ là 1.400.000, cũng có thể là mã kết thúc cái clip livestream của em ngày hôm nay. Đấy. Thì bác nào đã xem clip thì cho em xin một like và chia sẻ nhé. Bác nào chốt hàng các bác gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0977 93 795 hoặc 0889 583 583 nhé. Tối ngày mai em sẽ live stream cho các bác, là xả cho các bác. Còn đây là những cái hàng nước một, là hàng siêu tuyển cho các bác luôn rồi. Thì bác nào mà không mua thì không nên nói lời cay đắng. Còn lại là các bác nào mà đang xem clip thì cho em xin một like và chia sẻ. Bác nào ủng hộ bên em và clip này, liên clip này thì em bao ship cho các bác nhé, cho các bác nào chuyển khoản. Đấy, chuyển khoản em bao ship. Và video cũng dài rồi thì em xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác nhé.